Xin chào các bạn, Hoa hậu Việt Nam là đại diện cho những người phụ nữ Việt có vẻ đẹp, ấn tượng, tài năng và giàu trí tuệ. Sau mỗi cuộc thi, mỗi hoa hậu đều sẽ có những cách khác nhau để cống hiến và mang mình đến gần hơn với công chúng. Có người vẫn chăm chỉ hoạt động theo đuổi con đường nghệ thuật, có người sẽ tiếp tục với đam mê của mình. Hôm nay chúng ta hãy cùng Top khám phá điểm qua Top 10 hoa hậu nổi tiếng nhất Việt Nam nhé! Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên. Thủy Tiên sinh ngày 12 tháng 8 năm 1998 tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2021, cô trở thành Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Ngày 4 tháng 12 năm 2021, cô đã vượt qua 58 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới để đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi. Cô cũng là người Việt Nam đầu tiên giành được ngôi vị này. Thủy Tiên nhanh chóng trở thành nàng hậu có sức ảnh hưởng nhất hiện nay. Sở hữu một gương mặt xinh đẹp cùng với thân hình nóng bỏng. Cô luôn xuất hiện trước công chúng với những bộ đồ được cắt xẻ táo bạo chiếm trọn mọi spotlight. Cô luôn thay đổi phong cách ăn mặc của mình và cân mọi outfit. Hiện nay cô cũng là một trong những người truyền cảm hứng đối với giới trẻ. Hoa hậu Khánh Vân. Khánh Vân sinh ngày 25 tháng 2 năm 1995 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô là một hoa hậu, diễn viên, người mẫu và MC của showbiz Việt. Cô đoạt chiếc vương miện danh giá của Hoa hậu Hoàn Vũ 2019 và đang từng bước tiến bộ hơn. Và gây ấn tượng với công chúng bởi nụ cười ấm áp cùng nhan sắc ngày càng mặn mà của mình. Khánh Vân đã thực hiện rất nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa cho người Việt. Nổi bật nhất gần đây chính là dự án về việc đấu tranh bảo vệ trẻ em và phụ nữ khỏi nạn xâm hại tình dục. Thông điệp mà người đẹp muốn truyền tải không chỉ là mong muốn nâng cao ý thức của mỗi người trong việc bảo vệ phái yếu, mà chính trẻ em và phụ nữ cũng phải học được cách tự bảo vệ mình. Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Đỗ Thị Hà sinh ngày 20 tháng 7 năm 2001 tại Thanh Hóa. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Nàng mỹ nhân 10X tiếp tục thành đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Thế giới 2021, nhưng bằng sự cố gắng của bản thân chỉ dừng chân ở top 13. Đỗ Thị Hà sở hữu đôi chân dài cực phẩm nên cô luôn được săn đón trên những sàn runway với những thương hiệu nổi tiếng. Nhan sắc thăng hạng sau khi đăng quang cùng với phong cách ăn mặc cũng được thay đổi vô cùng ấn tượng và nhận được vô số lời khen ngợi. Hiện tại cô quyết định tạm gác lại sự nghiệp của bản thân và hoàn thành việc học của mình tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô đã xác nhận sau khi hoàn tất việc học sẽ tham gia thêm một cuộc thi phù hợp với bản thân, để có thể khẳng định bản thân cũng như truyền cảm hứng đến các bạn trẻ. Hoa hậu H'Hen Niê. H'Hen Niê sinh ngày 15 tháng 5 năm 1992 tại Đắk Lắk. Cô là một trong số những hoa hậu chiếm nhiều spotlight và cảm tình của công chúng nhất. Không giống với bất kỳ hoa hậu nào trước đó, nước da bánh mật cùng mái tóc tém cá tính đã giúp cô gây ấn tượng với giám khảo và truyền thông vào thời điểm đó, cũng giống như vẻ ngoài của mình. H'Hen Niê là một cô hoa hậu có lối tư duy phóng khoáng, giản dị và đầy lạc quan. Sau khi đăng quang, cô gây sốt trên mạng xã hội với những hình ảnh về quê trên chiếc xe bò vô cùng gần gũi và ấm áp, khiến khán giả bắt đầu có cái nhìn tích cực hơn về mình. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018 ở Thái Lan và đã xuất sắc lọt vào top 5 chung kết. Có thể nói, đây là một nàng hậu hiếm có khó tìm của showbiz Việt từ trước đến nay. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Đỗ Mỹ Linh sinh ngày 13 tháng 10 năm 1996 tại Hải Phòng. Mỹ Linh có lẽ là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội với những gì cô đã thể hiện tại đấu trường nhan sắc Việt vào thời điểm năm 2016. Với vẻ ngoài ưa nhìn và gương mặt phúc hậu, Mỹ Linh đã gây được thiện cảm rất lớn trong lòng người hâm mộ. Cô xuất hiện thường xuyên tại những sự kiện thời trang và giải trí lớn và liên tục để lại ấn tượng tốt đẹp. Với phong cách thời trang tối giản đầy tinh tế, quyến rũ và thực sự nổi bật. Sau khi đăng quang, cô làm người mẫu và MC cho các chương trình truyền hình, sự kiện lớn và làm gương mặt đại diện cho một số thương hiệu. Cô cũng tham gia các hoạt động thiện nguyện phục vụ cộng đồng, xã hội, giúp đỡ các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, để lại ấn tượng mạnh trong lòng mọi người. Hoa hậu Tiểu Vy. Tiểu Vy sinh ngày 23 tháng 8 năm 2000 tại Quảng Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi tròn 18 tuổi nên nhận được nhiều sự phản đối từ khán giả. Nhưng cô đã khẳng định được bản thân mình, chứng minh cho mọi người thấy được sự cố gắng của bản thân. Hoa hậu 10X mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, khí chất chiếm trọn mọi spotlight mỗi khi xuất hiện. Sở hữu một gương mặt đẹp không góc chết với những đường nét trong gương mặt đều hài hòa, giúp cô không những xinh đẹp mà còn trở nên thu hút hơn. Hoa hậu Phạm Hương. Phạm Hương sinh ngày 4 tháng 9 năm 1991 tại Hải Phòng. Cô được khán giả truyền hình và mọi người yêu mến mệnh danh là người đẹp quốc dân. Hoa hậu Phạm Hương cũng là một trong số ít những hoa hậu tập trung nhiều vào lĩnh vực nghệ thuật và sở hữu lượng fan hâm mộ vô cùng lớn. Người đẹp Hải Phòng cũng có tần suất xuất hiện trên sóng truyền hình nhiều nhất với nhiều vai trò khác nhau. Song song với việc chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, khán giả còn thêm phần yêu mến cô qua những chương trình từ thiện được tổ chức, nhằm chia sẻ bớt một phần nỗi đau và gánh nặng cho những mảnh đời bất hạnh. Với những cống hiến trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật và những nghĩa cử cao đẹp của mình, Hoa hậu Phạm Hương đang ngày càng trở thành một trong những cái tên đình đám của làng giải trí Việt. Hoa hậu Ngọc Hân. Ngọc Hân sinh ngày 11 tháng 3 năm 1989 tại Hà Nội. Cô đăng quang từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2010. Trước khi giành vị trí cao nhất tại đấu trường nhan sắc Việt, khán giả cũng từng biết đến Ngọc Hân qua rất nhiều cuộc thi sắc đẹp khác và với vai trò người mẫu từ năm cô tròn 16 tuổi. Ngọc Hân cũng là một trong những cái tên để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ. Bởi tài năng và trí tuệ của mình, bảng thành tích học tập của Ngọc Hân là một trong những minh chứng cụ thể nhất. Cô cũng là một trong những hoa hậu chăm chỉ với hoạt động nghệ thuật nhất. Với những cố gắng và chăm chỉ của mình, Hoa hậu Ngọc Hân xứng đáng được nhận về tình cảm yêu mến của khán giả truyền hình và người hâm mộ. Hoa hậu Mai Phương Thúy. Mai Phương Thúy sinh ngày 6 tháng 8 năm 1988 tại Quảng Trị. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006 và lọt top 17 Hoa hậu thế giới với giải thưởng Hoa hậu được yêu thích nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mai Phương Thúy là một trong những cái tên được khán giả yêu thích nhất với những đóng góp tích cực cho hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Cô cũng được đánh giá là một trong những hoa hậu năng động nhất với hoạt động nghệ thuật. Cô tham gia làm người mẫu, gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu, đóng quảng cáo và tham gia đóng phim truyền hình. Thời điểm hiện tại, sau hơn 10 năm đăng quang, Mai Phương Thúy ngày càng trở nên quyến rũ và đằm thắm hơn với phong cách thời trang tinh tế và sang trọng. Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Đặng Thu Thảo sinh ngày 14 tháng 2 năm 1991. Cô gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ bằng một vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết và đậm chất Á Đông. Sau đăng quang cho đến thời điểm hiện tại, Thu Thảo cũng chưa từng dính bất kỳ scandal nào. Song song với các chương trình xã hội, nghệ thuật, Đặng Thu Thảo còn được nhắc đến như một nữ doanh nhân thành công. Cùng người bạn trai cũng là một trong những doanh nhân trẻ đầy tài năng. Với những cố gắng và nỗ lực không ngừng trong mọi lĩnh vực, Đặng Thu Thảo luôn là một trong những cái tên được lòng người hâm mộ nhất. Trên đây là top 10 hoa hậu nổi tiếng nhất Việt Nam. Họ là những cái tên để lại nhiều ấn tượng nhất trong lòng người hâm mộ. Mỗi cử chỉ, việc làm và tiếng nói của họ luôn là đại diện cho một thương hiệu mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Sau khi xem xong video này thì các bạn thấy thích nàng hậu nào nhất ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Các bạn cảm thấy video này như thế nào? Hãy để lại bình luận ở phía dưới. Nhớ bấm like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình.